phần mềm livestream hỗ trợ bán hàng trên Facebook hoàn toàn miễn phí. Tăng lượng người xem, tăng hiệu ứng đám đông, tăng lượng chuyển đổi. Truy cập ngay livestream.vn. Năm tứ chiêu giúp bạn đạt hiệu quả công việc trong những ngày giáp Tết, thu xếp ổn thỏa để tận hưởng trọn vẹn kỳ nghỉ sắp tới. Sự bận rộn chuẩn bị cho ngày Tết chính là nguyên nhân lớn khiến bạn sao nhãng, không thể hoàn thành công việc. Mỗi dịp Tết đến xuân về, bên cạnh tâm lý hân hoan vui mừng, dường như chúng ta cũng bị cuốn vào những bữa tiệc miên man hay đủ thứ phải lo lắng sắm sửa. Sự bận rộn chuẩn bị Tết nhất chính là một nguyên nhân lớn gây nên sự sao nhãng và khiến bạn không thể hoàn thành được những mục tiêu cuối năm. Tháng 12 đến nhanh và kéo theo sự phân tâm ở khắp mọi nơi. Dường như mọi người ai cũng sẵn sàng tạm gác mọi công việc để tranh thủ shopping, làm đẹp hay tham gia các bữa tiệc tất niên. Thêm vào đó, một kế hoạch nghỉ lễ dài ngày cũng là thủ phạm làm bạn mất tập trung trong công việc. Có thể bạn vẫn đi làm đầy đủ, nhưng chắc chắn bạn sẽ không dành 100% tâm trí cho công việc. Ngay cả khi đang thực hiện một dự án quan trọng, bạn cũng có thể bị phân tâm bởi suy nghĩ về món quà Tết cho hai bên nội ngoại hay đột nhiên nhớ ra bạn quên mất một vài thứ cho bữa tiệc cuối năm. Nếu bạn đang rơi vào trạng thái mất tập trung thì may mắn thay, có một số bước bạn có thể thực hiện để giúp bạn làm việc hiệu quả và tập trung hơn trong mùa lễ. Hoàn thành nhiều công việc hơn trong thời gian ngắn hơn có thể giúp bạn có thêm thời gian để tận hưởng kỳ nghỉ lễ trọn vẹn. 1. Sắp xếp thời gian để giải quyết những công việc cần làm. Theo một cuộc khảo sát do Hiệp hội Tâm lý công bố, có đến 69% người đi làm thừa nhận rằng những căng thẳng trước và trong kỳ nghỉ lễ xuất phát từ việc thiếu thời gian. Mặc dù bạn không thể tạo ra nhiều giờ hơn trong một ngày, nhưng bạn có thể dành nhiều thời gian hơn để tranh thủ giải quyết danh sách đầu việc cần làm trong kỳ nghỉ của mình. Sắp xếp thời gian mỗi ngày để xem lại danh sách to-do list và ưu tiên những công việc cấp bách. Khi bạn nảy ra ý định đi mua sắm hay chuẩn bị thực đơn Tết, hãy nhắc nhở bản thân rằng bạn sẽ dành thời gian để làm việc đó sau để quay trở lại công việc còn đang dang dở. Nếu bạn không có thời gian để hoàn thành mọi thứ, hãy xem xét để cắt bỏ một số việc ít quan trọng hơn. 2. Duy trì sự tập trung trong một khoảng thời gian ngắn hơn. Ngay cả các nhà khoa học cũng thừa nhận rằng rất khó để duy trì trạng thái chú tâm trong một khoảng thời gian dài mà không bị gián đoạn. Vậy làm thế nào để tập trung vào công việc một cách cao độ? Một gợi ý là thay vì căng mắt và cố ép mình tập trung sẽ tốt hơn nếu bạn làm điều ngược lại, thả lỏng tinh thần một chút. Thay vì cố gắng chiến đấu với công việc trong suốt thời gian dài, hãy tạo ra những quãng nghỉ nhỏ. Lời khuyên của các chuyên gia là bạn chỉ nên làm việc trong 10 đến 15 phút rồi nghỉ ngơi, thư giãn từ 2 đến 5 phút. Đặt hẹn giờ và bắt đầu làm việc theo quy tắc trên, bạn sẽ sớm nhận lại được hiệu quả tức thì và hoàn thành mọi mục tiêu khi năm cũ gần hết. 3. Lập một danh sách những việc không được quên. Tháng 12 cũng là thời gian có rất nhiều điều cần ghi nhớ, từ các hóa đơn cần phải chi trả cuối năm hay thiệp, quà tặng bạn muốn gửi đi. Hãy tạo ngay một Do Not Forget List, danh sách những việc không được quên, nơi bạn có thể ghi lại những thứ bạn sợ mình sẽ bỏ sót. Việc viết ra và lưu trữ danh sách này sẽ giải phóng năng lượng, tinh thần và giúp bạn tập trung vào những công việc quan trọng trước mắt. 4. Từ chối. Trong dịp này, nếu không biết cách từ chối khéo léo những lời mời dự tiệc hay những dự án cuối năm, lịch trình của bạn có thể trở nên quá tải bất cứ lúc nào. Cố gắng làm hết mọi thứ sẽ khiến bạn bị căng thẳng và công việc cũng sẽ không đạt hiệu quả cao nhất. Thay vì tham gia mọi hoạt động, hãy lựa chọn cẩn thận. Quyết định một số bữa tiệc nhất định bạn sẽ tham gia, sau đó tập trung vào việc tham dự bữa tiệc đó như thế nào để bản thân bạn sẽ có những giây phút tận hưởng thực sự. 5. Đặt giới hạn thời gian cho các nhiệm vụ cụ thể. Khi năm cũ sắp qua đi, cũng là lúc bạn dành thời gian để nghĩ về những mục tiêu mình đã từ bỏ và những sai lầm mình mắc phải. Hoặc bạn cũng có thể mơ mộng về năm tới khi nghĩ về những mục tiêu tương lai. Dù bằng cách nào, suy nghĩ quá mức sẽ làm bạn chậm lại. Cách tốt nhất để ngăn bản thân suy nghĩ quá nhiều là đặt thời gian cho các nhiệm vụ của bạn. Trước khi bạn bắt đầu vào một báo cáo hoặc giải quyết một dự án mới, hãy xác định bạn muốn dành bao nhiêu thời gian để làm việc với nó. Đưa ra cho mình một thời hạn có thể truyền cảm hứng cho bạn để tập trung vào làm việc nhiều hơn và suy nghĩ ít hơn. Những điều mà bạn lo lắng hôm nay như món quà tặng người thân có hoàn hảo không, bộ đồ bạn mặc trong bữa tiệc có đủ ấn tượng không sẽ là những điều mà bạn nhanh chóng lãng quên trong tương lai. Vì vậy, thay vì gồng mình lên và lo lắng mọi thứ, những gì bạn cần phải làm chỉ đơn giản là thư giãn và cảm nhận không khí lễ hội để những ngày nghỉ trở về đúng ý nghĩa của nó. Ít căng thẳng hơn về các kỳ nghỉ sẽ giúp bạn tập trung tốt hơn vào công việc và có thể tận hưởng những ngày cuối năm tốt hơn. Từ Hà Lê theo INC, theo nhịp sống kinh tế,
Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Đưa thương hiệu và sản phẩm của bạn đến với hàng triệu khách hàng mục tiêu. Liên hệ ngay Đình Nghĩa Studio a@gmail.com. Số điện thoại 0964002593.